Và kính thưa quý thính giả, trong buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đến từ tổ chức BPSOS sẽ cùng tham gia cuộc hội luận. Trước tiên Đăng Khoa xin được kính chào anh Thắng. Và thưa anh Thắng, bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái đề tài sẽ thảo luận sáng ngày hôm nay. Trước đây trong một vài những cái buổi nói chuyện thì anh Thắng cũng nhắc về ngày quốc tế tưởng niệm các cái nạn nhân của các hành vi bạo lực trên căn bản tôn giáo niềm tin. 22 tháng 8 hình như là có khoảng 53 cộng đồng ở Việt Nam đã tham gia. Thì bây giờ xin mời anh có những cái tin tức thêm về cái sinh hoạt tưởng niệm, thưa anh Thắng. Năm nay chúng tôi vận động các cái cộng đồng ở trong nước hưởng ứng cách rầm rộ là tự vì Việt Nam đang bị chú ý bởi quốc tế, thành ra nó tương đối là an toàn. Và để mà tăng thêm tính an toàn thì chúng tôi đã phân bổ người để theo dõi từng cái cộng đồng một, hễ bất kỳ chuyện gì xảy ra là lập tức quốc tế biết. Và nó đặc biệt năm nay đó là 22 tháng 8 lại rơi vào ngày thứ hai, thành ra phần lớn các cộng đồng tôn giáo họ đều có những cái sinh hoạt tôn giáo, lễ lại cúng kiếng cầu nguyện này kia vân vân vào cuối tuần, hoặc là thứ bảy hoặc chủ nhật. Đến thứ hai nếu mà có chuyện gì xảy ra là chúng tôi đã biết rồi và quốc tế cũng biết ngay. Đấy là một lý do. Lý do thứ hai là vào đầu tháng 6 thì chính quyền của huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk đã có một cái quyết định hết sức là táo bạo và lộ liễu, đó là xử phạt hành chính 3 tín đồ người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành. Họ là thành phần lãnh đạo ở trong hai cái hội thánh tư gia của họ. 4 triệu Việt Nam đồng, tương đương có khoảng 170 đô la Mỹ mỗi người. Vì lý do 10 tháng trước đó họ đã tham gia hưởng ứng cái ngày 22 tháng 8, ngày quốc tế tưởng niệm 22 tháng 8 năm 2021. Tức là họ đã bị xử phạt trễ 10 tháng chỉ vì họ hưởng ứng một cái ngày quốc tế do Liên Hiệp Quốc ấn định. Và Việt Nam là một quốc gia thành viên thì có cái nghĩa vụ là phải động viên công dân của mình hưởng ứng, phải tạo cơ hội, tạo phương tiện và bảo vệ an toàn cho công dân mà hưởng ứng. Nhưng mà ngược lại, chính nhà nước Việt Nam không những cản chặn, và chúng tôi có được những cái hồ sơ mà nhà nước Việt Nam cản chặn trong nhiều năm qua, từ 2019 đến bây giờ này, mà lại còn trừng phạt công dân. Nhờ vào cái lệnh xử phạt đó, chúng tôi có một cái văn bản, lần đầu tiên có một chứng cứ bằng văn bản có viết xuống đàng hoàng là bị xử phạt vì lý do tưởng niệm ngày 22 tháng 8. Và chúng tôi đã phổ biến rộng rãi, báo động với lại quốc tế. Và quốc tế năm nay chú ý đặc biệt đến cái tình hình ở Việt Nam. 7 tòa đại sứ ở tại Hà Nội đã liên kết với nhau để cùng đưa ra một cái thông tư là lên án các hành vi bạo lực nhắm vào những cộng đồng tôn giáo đúng ngày hôm qua. Và rồi cũng ngày hôm qua thì có 7 người đại diện cho 5 cộng đồng tôn giáo khác nhau đã đến Sài Gòn từ nhiều vùng đất nước. Nào là từ An Giang, nào là từ Gò Công, Phú Yên, Đắk Lắk và ngay tại Sài Gòn và Bà Rịa Vũng Tàu đã đến Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ để tiếp xúc với hai viên chức của Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền, để cũng nêu lên bởi chính những cộng đồng này là những cộng đồng đã bị áp chế, đã bị đe dọa, đã bị sách nhiễu chỉ vì họ đã tham gia ngày 22/8 những năm trước. Và đã có hình chụp này kia vân vân, đó là một sự bày tỏ của phía Hoa Kỳ rằng họ ủng hộ những cộng đồng này. Và chúng tôi cũng nhận được một cái thông tin đáng tiếc, đó là ở tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, có một cái hương đạo cao đài ở đó bắt đầu chuẩn bị căng cái băng rôn ra để mà thực hiện cái buổi lễ tưởng niệm ngày 22 tháng 8. Họ thực hiện ngày 20 tháng 8, công an 4 người đã kéo vào và họ ép là phải ngưng. Và không những ngưng mà phải ký cái tờ cam kết là không tổ chức ngày 21 hoặc ngày 22. Và những người cao đài này nhất định cầm cự lại cho tới 8 tiếng đồng hồ sau. Khi mà chịu không nổi cái áp lực nữa, họ ký cái cam kết. Mà liền sau khi ký cam kết thì chúng tôi đã nhận được cái bản báo cáo và chúng tôi đã báo động với luật quốc tế ngay lập tức. Và chúng tôi là lần thứ hai có được bằng văn bản cái việc mà chính quyền Việt Nam áp lực công dân của mình không được tham gia ngày 22 tháng 8. Và chúng tôi sẽ tiếp tục vận động và lên tiếng với lại quốc tế, đặc biệt là vào cái khóa họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sắp tới đây là vào tháng 9, để mà nêu lên trước mặt tất cả các quốc gia rằng Việt Nam có lẽ là cái quốc gia duy nhất mà đã cản trở công dân và không những vậy còn trừng phạt công dân vì tham gia một cái ngày quốc tế do chính Liên Hiệp Quốc ấn định, và Việt Nam đang ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì phải làm gương quốc gia khác. Đằng này Việt Nam đi ngược lại những cái cam kết, ngược lại những nghĩa vụ quốc tế của mình, đặc biệt là đối với Liên Hiệp Quốc.
Dạ vâng, thưa anh Thắng, thì thật ra đó cũng có những người họ nói là tham gia thì tham gia như vậy thôi, nhưng mà cái vấn đề là an toàn cho chính những tôn giáo ngay tại Việt Nam. Thì nếu như bây giờ mà những cái tôn giáo đó mà họ bị những cái lời mà răng đe hoặc là đe dọa sau khi mà tham gia những sinh hoạt tưởng niệm như vậy đó, thì có cái cách nào để mà có thể giúp đỡ, để mà họ tránh đi những cái vấn đề mà có thể bị đe dọa từ chính nhà cầm quyền Cộng sản không thưa anh? À vâng, những người trong nước tự vì cái niềm tin của họ, và thứ hai chính họ là nạn nhân, thực hiện cái tưởng niệm ấy là quan trọng, và đặc biệt năm nay lại được cái sự chú ý đặc biệt của nhiều tòa đại sứ, không riêng tòa đại sứ Hoa Kỳ ở tại Hà Nội, và nhiều tổ chức quốc tế và Liên Hợp Quốc, thành ra họ vững tin hơn. Thành ra ba cái người mà bị xử phạt hành chính ấy, thì cái điều mà họ làm ấy, tôi nghĩ rằng rất hay. Họ nói rằng chúng tôi sẵn sàng đóng tiền phạt thôi, với điều kiện là phải cung cấp cho chúng tôi cái biên bản vi phạm. Thì lúc đó chính quyền huyện đổ xuống chính quyền xã đẩy lên chính quyền huyện. Họ nói rằng không, hãy xuống chính quyền xã thì chính quyền xã sẽ cấp cho cái tờ biên bản vi phạm, mặc dù chính quyền huyện vi phạm. Khi mà xuống chính quyền xã nói rằng không, cái biên bản ấy là chính quyền huyện không giữ. Cuối cùng là ba nạn nhân này tôi không tin. Rồi anh bắt buộc phải có văn bản, và chính quyền huyện đã chỉ thị cho chính quyền xã thì chính quyền xã phải nộp đây cho chúng tôi. Cuối cùng đối đế ra không còn cách nào thì tôi nghĩ là họ dựng chuyện lên, họ nói rằng cái biên bản vi phạm là bí mật quốc gia, do đó các anh không được nhận cái biên bản này. Tức là cái người bị phạt không được quyền nhận cái biên bản vi phạm tại sao mình bị phạt mà phải đóng tiền phạt. Thành ra họ đã gửi thư cho bà chủ tịch nước mà nói rằng xem này, đất nước của mấy ông như thế này đây, luật lệ như vậy đấy. Tôi bị xử phạt mà tôi không có cái biên bản vi phạm, làm sao tôi biết được rằng tôi phải đóng tiền phạt vì lý do gì? Và thứ hai, không lẽ cái biên bản xử phạt tôi lại là bí mật quốc gia? Không tin được. Đến giờ này chủ tịch nước này kia vân vân một dọc từ dưới, từ xã lên huyện lên tỉnh lên bộ công an lên chủ tịch nước cũng chưa trả lời. Và tất cả điều này đều được báo cáo, và cái điều rất quan trọng là thế này. Cuối tuần vừa rồi, ba người này, hai cái cộng đồng hội thánh tư gia mà bị xử phạt đó, vẫn tiếp tục tổ chức, bởi vì họ biết là họ làm đúng, trong khi nhà nước làm sai, sợ hãi, giấu đi cái biên bản vi phạm. Và mới ngày hôm qua thì cũng có một cái bản tin ở trên một cái kênh Facebook mà tôi tin rằng đó là cái kênh của nhà nước. Thì họ mô tả rằng BBSS đã kêu gọi các cộng đồng tôn giáo trong nước hưởng ứng ngày 22 tháng 8 như là một cái bẫy răng ra để nhà nước Việt Nam bị sập vào cái bẫy đó, thì chúng tôi mới dùng cái chứng cứ đó để vận động Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia phải quan tâm đặc biệt là CPC. Thì rất có thể là họ lo lắng cái điều ấy, thành ra họ đã hoãn lại, không bắt năm cái hội thánh tin lành này cử người lãnh đạo của họ lên đồn công an để làm việc ngày hôm qua. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh đã chia sẻ đến với quý thính giả Đài Sài Gòn, và xin được kính chúc cho anh một buổi sáng bình an tại Virginia, và xin hẹn gặp lại với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng trong những lời hội thoại sắp tới. Xin kính chào anh ạ. Dạ vâng, chào.